Đấy. Này gì? Nó mà sao giờ này còn chưa lấy hàng ấy. Nó lấy mấy chuyến rồi còn lấy. Đây là giới thiệu với mọi người này. À, chị này là cùng cha cùng mẹ đấy, cùng nội. Đấy. Bà này là sinh năm tuổi thật của chị là sinh năm 1971. Đấy, còn mình chị hơn mình 10 chị hơn mình 14 tuổi. Đấy. Nó ngu hơn nó. À, cái gì? Nó ngu hơn cậu. Nhưng mà trước chị giàu rồi, bây giờ thì em phải giàu hơn chứ. Thế là cổ trước sướng sau. Nói nào đúng đấy. Thế mới giàu. Hả? Cổ trước sướng sau thế mới giàu. Cổ trước sướng sau thế mới giàu. Đấy. Cậu hay cậu có gì? Ừ, em với chị bây giờ thì bây giờ là chị này phải thương em đấy. Đấy, bán hàng bây giờ này bà còn chưa ấy này. Giờ này bà người ta còn chưa lấy hết hàng cái này. Đấy.